Quý vị đang đến với chương trình Giờ Cách Sổ trên kênh truyền hình FBC. Tôi là Nguyên Thảo. Trong phần đầu của chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng đến với phần trao đổi cùng chị Đỗ Thị Thanh Hiếu, là chuyên viên môi giới đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng, về những diễn biến của thị trường trong phiên ngày 18 tháng 1. Xin chào chị Hiếu ạ. Thưa chị Hiếu, trước những thông tin là Iran sẽ được dỡ bỏ lệnh cấm vận thì đã khiến cho giá dầu trên thế giới đã sụt giảm mạnh. Vậy theo chị thì điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường của Việt Nam ạ? VN Index đã giảm mạnh trong những phiên vừa qua, có nguyên nhân trực tiếp và chủ yếu là việc đến từ cái giá dầu giảm mạnh. Việc Iran đã gỡ bỏ cái lệnh cấm vận khiến cho cái nước này xuất khẩu tối đa nhằm kiếm được cái nguồn thu bù cho cái việc thiệt hại trong cái thời gian bị cấm vận vừa qua. Điều này sẽ khiến cho giá dầu giảm càng sâu hơn. Bên cạnh đó thì những công ty sản xuất dầu khác sẽ bị ảnh hưởng lớn, mà những công ty này thường có giá trị vốn hóa khá là cao, cho nên là giá cổ phiếu sẽ lan truyền cái đà giảm của những mã sang đến những cái mã cổ phiếu khác. Ngoài ra thì nền kinh tế Việt Nam đang chịu ảnh hưởng của cái đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Nền kinh tế Trung Quốc đang xấu đi một cách nhanh chóng khi mà chỉ số PMI tiếp tục giảm dưới 50 điểm trong vòng 4 tháng liên tiếp. Và để giải quyết cái lượng hàng tồn kho này thì Trung Quốc sẽ phá giá đồng nhân dân tệ, và do đó sẽ có khả năng là Việt Nam đồng cũng sẽ tiếp tục bị phá giá. Theo những điều này thì những nhà đầu tư có thể nhìn thấy trước được. Và mặt khác thì trong thời gian gần đây, các ngân hàng thương mại có cái động thái là tăng cái lãi suất huy động, vì đây là cái dấu hiệu mà cho thấy là cái đồng tiền Việt Nam sẽ giảm trong cái thời gian tới. Thì điều này sẽ dẫn đến một cái nhìn là không có mấy là tích cực đối với cái nhà đầu tư trong giai đoạn này. Dạ. Như chị phân tích thì thị trường đã có những cái một phiên mở đầu không quá là tích cực, và ngay sau cái đợt khớp lệnh ATO thì áp lực bán đã được đẩy mạnh ở các blue chip, chẳng hạn như là của Bảo Việt nè, rồi Vincom, Vinamilk hay là của Masan, thì điều này đã khiến cho hai chỉ số là VN Index và HNX Index thì cũng đã giảm sâu. Thì theo chị nhận định thì cái phiên sáng nay có điều gì giúp cho thị trường tích cực hơn hay không ạ? Tính đến khoảng 10 giờ thì VN Index đã rơi hơn 20 điểm. Ảnh hưởng nhiều nhất đến thị trường là nhóm cổ phiếu trụ cột, khi mà toàn bộ chìm trong tóc đỏ. Tâm lý bi quan cùng với áp lực giải chấp đã tạo nên một sức nặng lớn đối với thị trường. Cả hai chỉ số vẫn chưa thể dừng rơi. Điểm kết thúc phiên giao dịch đến kết thúc phiên giao dịch buổi sáng thì diễn biến thị trường vẫn tiếp tục là tiêu cực. Hai chỉ số giảm sâu, VN Index thì đã thu hẹp được đà giảm còn 17,36 điểm, tương đương với 3,2%, và lùi về 525,68 điểm. Tương tự thì HNX Index cũng mất 2,31 điểm, tương đương với 3,06%, và giảm xuống 73,08 điểm. Các số mã giảm điểm trên toàn thị trường là áp đảo đối với so với những mã tăng. Cụ thể là 356 mã giảm, trong đó chỉ có 59 mã tăng giá. Thì thanh khoản của hai sàn khi này đã tăng lên tới 124 triệu đơn vị, tương đương với giá trị là 1.660 tỷ đồng. Các cổ phiếu blue chip như là Vinamilk, Bảo Việt, FPT, Vietcombank và Tập đoàn Dầu khí, cũng như là các cái mã bên dòng chứng khoán, dòng bất động sản, xây dựng, các cái mã này đã đồng loạt chìm trong sắc đỏ, và tâm lý hoảng loạn thì bao trùm trên toàn bộ thị trường trong phiên buổi sáng. Theo như các chuyên gia phân tích thì vùng 520 và vùng 530 sẽ là cái ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn của chỉ số VN Index sau khi mà thị trường đã đánh mất toàn bộ số điểm đạt được trong năm 2015 chỉ trong vòng 2 tuần đầu giao dịch của năm 2016. Vậy theo chị thì ngưỡng 520 liệu có tiếp tục giữ được hay không ạ? Vào đầu phiên chiều thì chỉ số có lúc đã giảm tới gần 25 điểm. Tuy nhiên, sau khi chạm vùng 520 thì chỉ số VN Index đã bật tăng trở lại trong phiên giao dịch, mặc dù rằng cái mức phục hồi là không có quá mạnh. Thì lực cầu bắt đáy đã xuất hiện khi mà thị trường đã chạm về cái mức 520, khiến giao dịch trở nên tích cực hơn. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như là Vinamilk, Bảo Việt, FPT đã thu hẹp đã giảm, trong khi đó thì Vincom, Masan đã đóng cửa tại mức tham chiếu. Tuy vậy thì các cái mã như là Tập đoàn Dầu khí GAC, Hoàng Anh Gia Lai, BIDV đã đóng cửa giảm sàn. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới chỉ số. Bên cạnh đó, các nhóm cổ phiếu bất động sản, chứng khoán cũng xuất hiện nhiều mã giảm sàn. Tương tự là nhóm cổ phiếu dầu khí thì cũng giảm đồng loạt như là PVB, PVC, PVD, PVS. Các cái mã này cũng đều chìm trong sắc đỏ. Kết thúc phiên giao dịch thì chỉ số VN Index đóng cửa giảm 16,67 điểm, tương đương với 3,07%, xuống còn 526,37 điểm.
H&X Index cũng đã thu hẹp được đà giảm xuống còn 2,13 điểm, tương đương với 2,82%, xuống còn 73,26 điểm. Số mã giảm điểm trên toàn thị trường là 395 mã, áp đảo so với 77 mã tăng điểm. Ngưỡng 520 vẫn tiếp tục là ngưỡng cản của thị trường. Đây là một trong những ngưỡng quan trọng đối với thị trường trong ngắn hạn. Thì ngưỡng 520 này ngày hôm nay đã thể hiện tốt cái vai trò là một ngưỡng hỗ trợ. Khi mà thị trường vừa chạm ngưỡng 520 thì chỉ số VN Index đã có cái mức bật tăng trở lại. Lực cầu bắt đáy đã xuất hiện tại vùng này, có thể sẽ giúp cho thị trường có động lực phục hồi trong cái phiên tiếp theo. Vậy theo chị thì trong phiên ngày 19 tháng 1 thì thị trường sẽ phục hồi trở lại đúng không ạ? Nếu mà bàn về tổng thể thì các chỉ số chứng khoán của VN vẫn chịu tác động từ các nhân tố từ thị trường chứng khoán thế giới, giá dầu và cả tỷ giá nữa. Ngoài ra thì sau nhiều phiên giảm điểm thì cái áp lực bán giải chấp sẽ vẫn còn hiện hữu đối với thị trường. Do đó là thị trường sẽ khó có khả năng phục hồi được ngay trở lại. Tuy nhiên thì tôi cũng đã nói là cái ngưỡng cản kỹ thuật 520 chỉ số vừa được mức cản này thì đã có cái lực cầu bắt đáy trở lại. Đây có thể là một nhân tố sẽ giúp cho thị trường hãm được đà rơi. Và xem lại lịch sử của chỉ số này, khi mà chạm về cái vùng này thì nhiều lần chỉ số đã bật tăng trở lại. Thực tế thì chỉ số giảm mạnh lần này có tác động rất lớn của nhóm Landcap và Penny. Nhiều nhà đầu tư vẫn lựa chọn những cổ phiếu cơ bản để mua vào và tái cơ cấu danh mục hiệu quả hơn. Xét về mặt tâm lý thì trong lịch sử rất nhiều lần khi mà nhà đầu tư rơi vào cái trạng thái chán nản hay mà bi quan nhất thì là lúc mà thị trường sẽ phục hồi trở lại. Do đó thì ở giai đoạn này những nhà đầu tư giá trị thì có thể là tái cơ cấu lại cái danh mục cho đối với chọn những cái mã mà có cái kết quả đầu tư hiệu quả hơn khi mà thị trường tăng trưởng trở lại. Còn những nhà đầu tư ngắn hạn thì nên chờ đợi tín hiệu tăng điểm rõ ràng nhất thì mới tham gia vào thị trường. Thưa chị, theo quan sát trong thời gian vừa qua thì nhóm cổ phiếu dầu khí thì đã giảm khá là mạnh. Tuy nhiên vào những cái lần trước đây, những cái thời gian trước đây thì nhóm này luôn là một trong những nhóm mà dẫn dắt thị trường trong những cái đợt sóng tăng. Vậy theo chị, nếu như mà thị trường phục hồi trở lại thì nhà đầu tư có nên tham gia lại vào cái nhóm này hay không ạ? Thì hiện tại nhóm dầu khí đã dọn giảm về cái mức giá mà nhiều người cho là hợp lý. Thì tuy nhiên thì theo quan điểm cá nhân của tôi thì nhóm dầu khí vẫn đang chịu áp lực từ cái giá dầu thế giới. Và với cái giá dầu mà ở mức dưới 30 đô một thùng như hiện tại thì khả năng mà các doanh nghiệp trong ngành này trở lại cái vai trò dẫn dắt thị trường sẽ có thể là cái khả năng này sẽ khó xảy ra. Do đó tôi kiến nghị là nhà đầu tư không nên tham gia vào cái nhóm ngành này vì triển vọng cho các doanh nghiệp của nhóm này không đủ hấp dẫn so với cái rủi ro của nhóm này mang lại. Cách đây hơn một tuần thì chị cũng đã từng có một cái khuyến nghị tới các nhà đầu tư là nên đứng ở ngoài và quan sát diễn biến của dòng tiền và hạn chế bắt đáy ở mức là 560 điểm. Vậy hiện tại khi mà thị trường đã giảm về cái điểm tiếp theo là điểm tiệm cận 520 điểm thì nhà đầu tư liệu có nên bắt đáy vào cái thời điểm này hay chưa ạ? Hiện tại thì vùng 520 điểm đang thể hiện tốt cái vai trò của mình. Tuy nhiên thì cái áp lực đối với thị trường vẫn còn rất lớn. Vì vậy tôi khuyến nghị là nhà đầu tư vẫn nên thận trọng và nên giữ cái vị thế quan sát là chính. Riêng các nhà đầu tư mạo hiểm thì chịu được cái mức độ rủi ro cao thì có thể tham gia bắt đáy một phần trong danh mục bằng cách là cơ cấu và những cái mã cơ bản và có kết quả kinh doanh khả quan trong quý 1 này. Riêng là đối với những nhà đầu tư mà thận trọng thì vẫn giữ cái vị thế quan sát. Dạ, xin cảm ơn phần trao đổi của chị ạ. Thưa quý vị, vừa rồi là phần trao đổi của chúng tôi với chị Đỗ Thị Thanh Hiếu là chuyên viên môi giới đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng. Xin mời quý vị hãy cùng tiếp tục giữ kênh để đến phần 2 của chương trình.